Dạ, em uh, xin chào tất cả anh em mình ha. Thì hôm nay em lên video uh, 286 ha, anh em. Xin giao lưu với anh em mình dạy cái combo ha. Rồi vô lẹ lẹ luôn anh em ơi. Cái mã số 1 là combo 3 cây ha, anh em. Ba cây uh, linh sam gieo hạt em ghép 86. Anh em mình coi nè, tàn uh, chi đồ em em làm mình hết trơn ha. Đây có một cây đổ nữa anh em. Uh, một cái cây đổ nè ha. Một cái cây uh, lùn lùn, một cây cao ha anh em cây cao hơn chắc tầm cả 30 xăng anh em cây này cũng tầm cả 20 xăng ha chứ không có lùng lắm rồi để em quay vòng cho anh em mình xem Ở, cây cực kỳ quái luôn anh em tàn thì nó mịn hết trơn rồi về anh em mình chỉ việc là vô chậu chơi thôi ha Ủa, thì cái dòng này gửi đi nó sẽ bị vàng lá ha, anh em nó rụng lá thì về anh em mình cứ để nắng nhẹ ha tưới nước bình thường dùm em ít hôm ha cái nó ra lại lá mới cái anh em mình ép chậu sao cho cây nó mau khỏe hơn ha anh em rồi combo ba cây này em xin giao lưu với anh em mình là 600 bao ship cho anh em mình ha. 600k bao ship. Ba cây à, khá là quái luôn ha anh em, đẹp luôn. Đó ba cây 600 bao ship. Em xuống mã số 1 ha, lên mã số 2. Và tiếp theo là mã số 2 ha anh em, cũng combo ba cây luôn ha. Hôm nay em có hai cái combo này anh em ơi. Hai cái combo mỗi combo ba cây. Linh Sam giao hạt F86 có con cây này em phối đá nè, cái mặt bên đây đẹp hơn. Bên đây anh em chơi mặt bên này đẹp hơn ha thấy được gãy quái luôn đó cây này gãy quái hả anh em cao hơn 20 mươi xăng luôn cây này cao cũng tầm 20 mươi xăng đó ba cây hả anh em ba cây cái này về anh em à, kiếm à, tiểu cảnh không thôi à, hối đá là vô ha anh em muốn đổ thì quạt xuống vô làm đổ anh em gãy thì nó cũng tương đối khá là mềm kẹp đá là vô cho đẹp đẹp hả anh em cây thì tàn già mình hết trơn này đó, về anh em kiếm chậu vô chơi thôi Rồi, ba cây này thì 600k ha anh em 600 bao ship cho anh em mình ha về anh em kiếm chậu vô chơi ba cây 600 và tiếp theo là mã số 3 ha anh em Mã số 3, combo à, lộn cái này một à, cây ha anh em một cây Linh Sam à, Gieo hạt kim ha này nãy em tính cắt nhánh thôi, thôi Để anh em mình thích nuôi bự hơn hay sao Về uống éo cho nó dễ ha Đó, quay vòng cho anh em anh xem cây thì anh em coi nè rễ quái ha khá là đẹp luôn anh em rễ quái to bự đẹp luôn cái này là bự lắm anh em anh em coi nè đó trong số giờ tỷ ngàn cây có chừng chục hai chục cây anh em cho nó nổi trội hơn thôi Hả? khá là to ha này về anh em nuôi riêng đi cho nó đẹp anh em ơi đánh cành rơi xuống làm uh, cành rơi xuống đây nè quăng nhăn xuống ha rồi uh, cây này em xin giao lưu với anh em mình là 300 anh em 300 bao ship về anh em nuôi tàn thêm 300k bao ship Tiếp theo là mã số 4 anh em, số 4 combo hai cây ha, hai cây xăm hương nè anh em. Xăm hương ha, 2 cây này khá là đẹp luôn anh em. Đế có sơ sơ luôn, Tại cành tàn già. Cây này trước em có nuôi cốt sơ sơ ra nè. Vậy anh em mình kiếm chậu ép vô chơi ha. Cây cốt cũng khá là ok á anh em. Đế cũng tương đối đều ha. Thăng hay bằng tay cái. Đó, thăng bằng tay cái em ha, tàn già rồi. Rồi hai cây em xin giao lưu với anh em là 250, hai trăm rưỡi anh em, hai trăm rưỡi bao ship, hai trăm rưỡi bao ship anh em. Đây là mã số 5 anh em ơi, một cây uh, linh sam ha, trực lắc, uh, cây này uh, trực lắc anh em, uh, linh sam tùng nguyên. Cái uh, chi tiếp theo cũng có mầm luôn rồi nè, đó. Về nữa anh em đợi cho nó bự lên xíu nó cắt ngang ha, nuôi mầm này ra. Đế thì đều 24 giờ luôn, đó, đế đều trơn anh em. Này em tưới cái nó bị hơi xối đắt ha, về. Yeah chắc chồng á về anh em mình để chắc chồng lên thêm nữa ha đó. cây tay cành cốt một chi phong mà to à, chi phong to em cắt rồi nè cắt giật rồi đó chi phong to cắt rồi này về anh em bấm lên đây nữa bấm bên đây nữa ha đó. rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là 600 ha anh em 600 trăm à, ba bao ship cho anh em mình luôn ha đó. còn à, ít thì em đem thanh lý cho anh em mình anh em ơi rút vốn lại ha 600k bao ship đây là mã số 6 anh em Cũng cây linh sam uh, trực lát trùng nguyên nữa anh em Hả? Cây cốt cạnh thì có hết trơn rồi Chi phong nó có đầy đủ cho anh em mình hết ha Đế đều luôn đó, Đế đều hết trơn tất cả các mặt luôn anh em đó. Cây này thì em có áp cái phần ngọn ha anh em Áp cái ngọn nhưng mà dính rồi Em cắt rồi nè đó, Dính cho anh em mình rồi ha Dính luôn rồi đó Đó Đế đều ha, này em có làm mấy cái cảnh gẫm xuống cho nó đẹp nè anh em Đó, Nhìn cây già lực hơn ha đó. Vệ sinh em chưa có xịt rửa nên nhìn nó không có được trắng trẻo cho trẻ đẹp cho lắm anh em Rồi cây này em cũng xin giao lưu với anh em là 600 luôn anh em ơi 600 bao ship luôn ha mặt số 7 một cái cây uh, Sam Hương Indo ha anh em Đế điều 24 giờ thằng uh, rộng chữ C đồ này kia khá là đẹp ha anh em Đế thì đều hết trơn luôn Đó, Anh em xem này Đế điều 24 giờ ha Thằng nó bò bò, bò bò bò, nằm nằm nè anh em Khá là đẹp luôn Tay cành ok tai này em cắt giật vậy ha Tại này gì? anh em thả lên bự xíu nữa nó kéo cổ này bự lên nữa là đẹp ha anh em đó cây cao này tầm có mười uh, hiện tại tại chừng 14 bốn xăng anh em ơi đó mười bốn xăng quạnh này chắc có 12 ha 12 hai mười ba xăng à đó Để đều 24 bốn đều hết trơn ha anh em rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là 500 trăm ha anh em 500 bao ship ha thôi cây này ship em ship cái chậu nhỏ trên đây cho anh em mình thôi vậy anh em mình cứ việc thích thì mình lòng thêm cái chậu này nuôi cho nó lớn ha anh em đó, dở lên em ship cho mày, anh em mình nè. À. Rồi, 500 bao ship ha. Mã số 7. Mã số 8 một cái cây linh sam siêu bông ha anh em, linh sam siêu bông, trực lắc, cây tay cạnh có ok ha ha. Đó, tài chi phong là có đầy đủ đủ hết trơn. Đế thì đều 24 giờ luôn. Đó. Này linh sam siêu bông ha anh em. Mới gà bông nè, Gà bông vô trái nhóc trơn này gì anh em lấy trái gieo hạt lên làm mấy cây gãy quái giống em gì cũng được nữa ha. Đó, linh sam siêu bông. Rồi cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 600 bao ship ha anh em. Cây này em ship nguyên bầu luôn vậy anh em chỉ việc để đó nuôi tiếp thôi ha. 600k bao ship. Này em muốn thanh lý uh, bớt ít ha anh em. Cho anh em mình về nuôi chơi. Đây là mã số 9 ha anh em. Mã số 9 một cái cây uh, sam hương Indo đế điều 24 giờ ha anh em. Cây này anh em coi nè, khá là đẹp ha. Lực nhìn nó lực cây anh em. Cái này là cái chi âm ha anh em. Nuôi chi âm đây dẫn lên. Nói chung phong cách giờ thấy làm cũng anh em làm ra cây đẹp quá nên cũng bắt chước theo ha. Đó, này thì cốt nó có anh em thích nó lật lên nữa thì về cứ thả mấy cái chi mồi nè, thả cho nó dài ra ha. Thả cho nó dài ra là nó kéo nó lật lên ha anh em. Đó, để quay vòng mặt sau cho anh em mình xem. Cây thì này khá là đẹp luôn anh em. Đế điều 24 giờ ha, nhìn khá là lật luôn. Đó, tay cạnh ok hết trơn rồi. Về anh em mình thích thì mình thả bự lên xíu nữa, không thích thì đợi nó bung tàn ra anh em mình lọc ha. Cái này về còn giật lên nữa, giật luôn như đây nè anh em giật ngắn ngắn là gì nó mới đẹp ha giật ngắn ngắn là gì nè ở như này đây nè đây gì là nè vậy nhìn cây nó mới lật cái này thì em đã giật trừ hao cho anh em mình về anh em mình nuôi tiếp thôi cắt lại rồi nó ra nhánh anh em mình à, lập tàn à, cũng đẹp ha cây thì ok anh em coi nè cái bể đế dách nở nè khá là phê luôn ha anh em đế đều hết trơn luôn đó đế đều hết ha đó nó dính à, chắc trồng hơi đen đen rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là 800 bao ship cho anh em mình ha cây này cũng vậy anh em khi ship em ship cho anh em một cái chậu thôi 800k bao ship sam hương indo ha cây này chắc cũng đều hoành 15 16 à cây khá là đẹp luôn đế tròn do luôn anh em rồi 800 bao ship đây là mã số 10 anh em mã số một cái cây tùng sâm bơ cư ha cái này uh, tùng nhật anh em à, cái này em có làm lỗ anh em đây cái khúc lỗ ha Ờ, cây này thì chung với mấy cái lô mà trước có cái bầu đó anh em bầu nhỏ ờ, trong cái cái bầu đó em có quay cho anh em mình lên mấy cây đó thì anh em có chốt ha nè đó, em làm lụa mấy này ha cây này khá là duyên luôn anh em dán bay bay đồ đổ ha thì cái này em cũng giữ nguyên cái bầu này anh em đó em trồng cho anh em mình vô chắc trồng này ha nói chung chắc trồng là chắc trồng dành riêng cho nó anh em bu mít anh em bu mít với ca ha thì cái cây này em vô chậu đựng tuần rồi đó anh em nào có kinh nghiệm á thì mình mình lấy cho mình sưu tầm gì mình chơi ha anh em đó vô chậu rồi muốn nhôm hết trơn luôn rồi cố định cứ ngắt rồi nên gửi cho anh em mình thì cứ yên tâm về cứ để gì mà chơi ha nói chung là cây này thì ưu tiên anh em mình có kinh nghiệm anh em anh em mà có kinh nghiệm về cái giống này thì mình chơi đó tại cây này em mới vô chậu được một tuần thôi nè ủa hai tuần thôi anh em vô bầu được hai tuần thôi thấy nó cũng đẹp đẹp rồi em uống nè uống xong rồi giờ lên vô lưu với anh em mình anh em mà có kinh nghiệm thì mình siêu tầm về mình chơi rồi các anh em xin giao lưu với anh em mình là 1.200k ha anh em một triệu hai ha bao ship đó ờ, một triệu hai bao ship cây này khá là duyên luôn anh em tới cái lũa nó cũng đẹp nữa ha nó mấy cành lỗ anh em coi nè phân ra mấy nhánh mấy nhánh luôn nó đẹp cái này á, thì tạm thời á, mình làm nó sơ sài vậy thôi anh em là mấy cái phần lũa để chừng nào á cỡ uh, lâu lâu ha cho cái lỗ nó khô khô lại tí đi rồi anh em mình hát bóc thêm một lần nữa ha cho nó đẹp chứ lần đầu á anh em bóc cái tới luôn rồi đằng sau khô rồi cái nó nó mình bóc lại nó nó không có đẹp ha nó còn nhỏ xíu mà bóc lại cái nữa mất tiêu luôn à bởi vì tạm thời làm cái phần nó, nó hơi thô thô vậy đi nữa anh em bóc lại cho nó đẹp lên ha rồi 1.200k bao ship tùng sâm bất cư ha thằng nó lắc lượng khá là đẹp luôn anh em xem nè ở ngoài nhìn thì nó đã hơn ha đợi nào nó khỏe nó mạnh ăn gãy kính hết trơn rồi anh em vô chậu nữa là có cây chơi luôn là mã số 11 anh em một cái cây tùng xâm ba cư ha thì cái này là dạng siêu mini anh em siêu mini nhưng mà được cái là nó siêu già luôn ha anh em mình coi nè đó em uống mấy cái cò ha người ta uống mấy cái cò anh em coi nè khá là gắt luôn anh em đó cái này thì em mới về tới thôi anh em nên cái bộ tàn nó thì nó chưa có bung ra ha cây bởi vì em để cho nó phải khỏe xíu rồi giờ em mới làm tàn bởi em gửi cho anh em mình á thì anh em mình để cỡ tuần hai tuần sau mình ha làm tàn anh em cho cây mình nó nó nó, nó hồi phục đi nó thích nghi với cái khí hậu bên mình đó đó, cái dòng này nói chung nó cũng dễ chăm thôi em thấy nó dễ chăm ha chăm nó khá là khỏe nó khỏe hơn mấy cây của mình nữa ha tại nó chậm lớn anh em nhưng mà được cái nó già ha nó nở ra cái đầu bung mấy cái lái ra đẹp loại này là siêu mini ha rất là chậm lớn luôn anh em bởi vì nuôi được cái cây mà nó quái nhỏ gì á là nó khá là lâu luôn ha anh em xem ngón tay của em nè đó nhỏ xíu thôi siêu mini siêu mini bữa hổm lên mấy cây thì anh em chốt rồi đó anh em yêu cầu lên nữa để lựa ha Thì anh em lên cho anh em mình xem ha, anh em Rồi cây này em xin cho lưu với anh em mình là 400 ha anh em 400 bao ship ha Tùng Simba cư Vậy anh em mình để cái phần này lại làm lỗ nè Rồi cái phần ở dưới thì anh em mình lập tàn là đẹp luôn 400k bao ship Mã số 12 cũng là tùng Simba cư luôn ha anh em à, Cây này thì anh em mình coi nè đó, loại này siêu ni anh em Nhưng mà cây này là cực kỳ quái luôn ha Già lắm anh em ơi thấy nhỏ gì cho nó, nó nó già lắm rồi độ tuổi nó cao rồi chứ không phải nó nhỏ đâu đó. cái này cái giờ này em mới nhập về anh em nên cái lá nó hơi chưa có bùng ra ha em nhập về đâu có được hai ba ba bốn ngày gì đó em không nhớ nữa bữa hổm có lên cái video đó bữa hổm là nhập về đâu có hai ngày là em lên đó bữa nay thì nó em lên cái nữa cho anh em mình xem ha cây nó khá là già luôn anh em tại vì khi gửi á là người ta lấy cái bọc anh em người ta quấn cái này lại nè quấn cái này là nó tớp đây ha giờ về nó bung ra được miếng rồi đó anh em anh em về tới anh em là nó bung ra thêm nữa ha đó anh em coi cây này siêu quái luôn cây này làm ra là đẹp lắm anh em siêu quái đó siêu quái luôn ha rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là 500 bao ship cho anh em mình ha 500 bao ship đó về anh em mình để có tầng hai tuần sau mình ha vô nhôm bóc lỗ cho nó ha anh em rồi 200 bao ship Ủa lộn 500 bao ship Số 13 hả anh em Mã số 13 một cái cây xăm trái dáng trực lắc cây anh em coi nè Cực kỳ già khá là đẹp luôn ha Lên xù xù luôn anh em Đế cũng tương đối khá là ok Đều ha Anh em nào kỹ kỹ về mình làm đế uh, là Lại chút xíu nữa anh em cắt mấy gãy này nè Để nó ra gãy cám nữa là Vô chậu là chơi hả anh em Cây trực lắc ha Khá là già luôn anh em ơi Trực lắc già à già dạ lắm rồi anh em coi tay cành chi xương nè nuôi cốt chà bá chà bá hết trơn anh em chứ không phải em đẩy nhỏ nhỏ cái em lọc cắt chật cho anh em ở đâu ha đó anh em coi nè cốt đồ bự hết rồi rồi cái này vành uh, mư uh, 15 uh, anh em cao 20 bề ngang uh, 28 ha uh. ngang 28 vành uh, 15 cao 20 ngang 28 rồi cái anh em xin cho lưu với anh em mình là 1.600k uh, 1600k bao ship cây này khi ship thì em rút cái chậu cái bầu này ra vậy ha anh em coi nè ăn thừng bầu hết trơn rồi nên gửi tới anh em mình thì anh em cứ uh, uh, yên tâm đi ha đó, cái chậu này không có nhiều trơn á hai ba chục ngàn à. có cái nó bự anh em nó bự nó cồng kềnh với lại nó nặng quá ship nó phí nó cao tới hồi nhiều khi nó bị bể thùng nữa nên thôi em lấy cái chậu đây ha anh em vậy anh em kiếm cái chậu đẹp đẹp vô cho nó nó cho đẹp luôn cây anh em coi nè Khá là già ha Rồi 1.600k Bao ship cho anh em mình sáu 600 k Bao ship anh em Cây này tương đối khá là ok Đẹp số à, Số 14 anh em Cũng một cái cây xăm trái luôn anh em Cây này thằng lắc khá là đẹp luôn Tay cành thì anh em coi nè Nuôi cốt rồi này kia khá là uh, kỹ ha chung mấy cây hai cây này là đẹp hết trơn anh em hai cây xăm trái này là đẹp tay cành kỹ luôn Cây này thì hoành 18 anh em, hoành 18 cao 25, về ngang 28 ha. Đó, thằng lắc nè anh em coi nè. Khá là đã luôn, cốt thì em nuôi to to cắt giật lại không à, anh em. Chứ không phải nuôi nhỏ 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 cho anh em mình đâu. Đó, cốt này, to 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 không à. Đó. Cây này thằng lắc khá đẹp ha, về anh em mình làm đế để sơ sơ lên để chơi ha anh em tên chậu chơi cây đế cũng tương đối ok xăm trái thì nó khó làm đế ha nên anh em mình kiếm đế đều 24 giờ thì nó khó lắm anh em ơi khó lắm cây này nó hơi uh, siêu siêu hả anh em trồng uh, các anh em trồng uh, thợ trồng á uh, không không có ngay giữa bầu nên nó hơi nằm bên sau trồng giữa bầu thì nói rồi, này trồng hơi nằm bên sau ha rồi cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 1.600k luôn ha 1.600k bao ship cho anh em mình luôn quay vòng nữa rồi em xuống cây hả anh em khá là đẹp luôn cây già lắm rồi cực kỳ già luôn ở trên nhìn xuống nữa anh em diện xương kính mít và tiếp theo là mã số 15 anh em mã số 15 một cái cây linh sam 86 ha cây gửi nôm nôm bay bay anh em cây tàn khá là già luôn rồi cây này già tàn mịn đẹp ha em cắt tỉa đẹp lắm rồi vô trong chậu cho anh em mình cũng đẹp luôn thì cây này á là em gửi cho anh em mình á là em gửi cái chậu anh em cái đồ này không có gửi ha cái này em tưới nước anh em tưới nước là nó bị lặt á em kiền dây để thôi để tưới nước cấp khi tưới nước sợ nó bị lặt nên em kiền dây lại rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là 600 trăm anh em 600 bao ship ha có luôn chậu cho anh em mình luôn cái chậu đâu hết bốn 000 ngàn anh em chậu khá là đẹp luôn chậu bốn chục à, phí ship cho sáu chục nữa đi chẳng trăm uh, ha cây nữa năm xị thôi anh em ơi cây già lắm ơi anh em coi cốt nè già lắm ơi cái này mở nhôm cũng được rồi ha tại em chưa có thời gian mở anh em mình siêu tầm về mình mở mình chơi tết hả anh em loại này thì bông thì anh em khỏi phải chơi đi cứng cây luôn